Thầy Bình Dương xin mến chào quý cô bác anh chị và các bạn. Dạ, trong thời gian vừa qua phải nói rất nhiều các anh các chị các cô chú ở tất cả tỉnh rất xa về để báo tin nhờ anh em hiệp sĩ Bình Dương gửi ghi hình để đăng tin để tìm vợ và tìm chồng và tìm con. Đặc biệt buổi sáng nay rất nhiều các anh các chị các cô chú ở tất cả tỉnh rất xa, rất nhiều người phải nói là về đây báo thông tin anh em nghe, phải nói là những câu chuyện là rất buồn và rất thương. Dạ, câu chuyện hôm nay thì tiếp tục anh em hiệp sĩ Bình Dương tiếp tục tiếp nhận một thông tin, một em trai báo những cái thông tin để tìm vợ của mình. Dạ, câu chuyện nào kính mời cô chú anh chị bạn tiếp tục theo dõi hết video này. Rồi, xin chào anh trai nhé. Em có thể em giới thiệu cho các cô chú anh chị biết được em họ tên là gì? Dạ, em tên là Lê Minh Thành. Lê Minh Hạnh. Thành, Thành. Thành ha. Dạ. Rồi, em nhiêu tuổi rồi? Dạ, em sinh năm 1989. 89 hả? À? Tị phải không? Dạ. Dạ. Rồi, em nguyên quán ở đâu? Dạ, lúc trước thì em là sinh sống ở An Giang, là quê gốc của quê nội. Bây giờ em bán nhà trên đó, em về ở mấy dòng Hậu Giang. Hậu Giang, về Hậu Giang. Vậy là hôm nay em từ Hậu Giang về Bình Dương để em nhờ anh em hiệp sĩ Không, Bình Dương. Hiện giờ em đang làm ở Bình Chánh. Bình Chánh, dạ. Thành phố Hồ Chí Minh. Dạ. Để về Bình Dương nhờ anh em hiệp sĩ Bình Dương đang tìm vợ. Dạ. Phải dạ không? Giờ con. Vợ và con. Dạ. Em có thể em cho anh biết là vợ của em họ tên là gì? Dạ, giờ em tên là Trần Thị Quỳnh. Trần Thị Quỳnh. Dạ. Con em là nhiêu tuổi? Dạ, con em 6 tuổi. Con em họ tên là gì? Lê Thành Công. Con em 6 tuổi nha. Dạ. Rồi. Vợ em năm nay bao nhiêu tuổi rồi? Dạ, em sinh năm 95. Sinh năm 1995. Dạ. Vợ em nguyên quán ở đâu? Dạ, quê quán ở Bạc Liêu. Quê Bạc Liêu. Phước Long, Bạc Liêu. Rồi, em có thể nói rõ hơn để cho anh biết vợ của em và con của em tại sao bỏ nhà đi hoặc mất tích? Em cũng không hiểu, ngày hôm đó là em đi chạy gáo. Rồi về có một anh trời mưa đi nên nghỉ. Rồi có một anh là ở gần nên rủ em lên phòng nhậu. Rồi em thấy trời mưa nên không chạy được, nên em mới lên phòng của ông anh nhậu. Thì khi đó đi về thì mẹ em mới nói là vợ em ẵm con đi mà từ dắt 4 giờ mà tới 7 giờ chưa về. 4 giờ sáng? 4 giờ chiều. 4 giờ chiều? Dạ. Mà trong khi đó là em vô công ty với em hỏi cái cô làm chung là không có qua đó chơi. Mà điện thoại thì chặn hết, thuê bao, Zalo gì chặn hết tất cả các số. Luôn cả cha mẹ vợ cũng không liên hệ được. Đến giờ phút này? Dạ, đến giờ phút này luôn. Bao nhiêu ngày rồi? Dạ, vợ em đi là chiều 4 giờ ngày 1 tháng 7. Hôm nay là khoảng mười mấy ngày, 12 ngày, 13 ngày. Trước khi vợ em đi, hiện nay ngoài con em ra, vợ của em có đem tiền bạc gì đi không? Dạ, vợ em thì nói chung là gia đình em cũng nghèo. Vợ em đi là có đem theo là hai cái điện thoại với một chiếc xe máy, nhưng mà xe máy nó đã cũ rồi, là biển số là 51 I1 5567. Xe Kim đi từ Trung Quốc. Kim Trung Quốc. Dạ. Mà chở con đi. Dạ. Đến giờ phút này là gọi là hơn 10 ngày qua rồi. Dạ, hơn 10 ngày. Trước đây thời điểm mà vợ em bỏ đi là vợ em làm công việc gì? Dạ, vợ em làm ở công ty Việt Úc, bên công ty môi trường. Ừ. Hai vợ chồng thu nhập hàng tháng ổn định không? Dạ, nói chung thì cũng ổn định, nhưng mà lúc mà thời điểm mà bị Covid á, với một thời gian em bị thất nghiệp nên cũng nói chung là cũng hơi thiếu thốn một chút đỉnh, nhưng mà không đến đổi là để thiếu ăn thiếu mặc. Ừ. Gọi là kinh tế không được ổn lắm, nhưng mà lại gọi là không phải đói, đúng không? Dạ. Em có biết lý do tại sao vợ bỏ đi không? Theo em nghe được cái người cô làm chung là hay tiếp xúc với vợ em là vợ em có kể là quen một người tài xế là quê ở Đồng Tháp, nhưng mà có hay chạy lên cái tuyến đường giao hàng, lên tuyến đường Bình Dương, nói chung là đi khắp nơi, là có quen qua mạng Facebook, là hai người nhắn tin. Mà em vô công ty em tìm hiểu á, là cái ngày cái tuần mà vợ em đang đi, kiểu như là gì? cái tuần mà vợ em đi á, là ngày thứ hai á đi làm, ngày thứ ba á, là vẫn nói đi làm nhưng mà thật sự không vô công ty để đi làm, mà đi đâu nguyên một ngày đó luôn. Nhưng mà giấc trưa á, là có điện về cho em nói á, là tăng ca giấc trưa, nhưng em mới nghĩ á, là vợ em là tăng ca trưa nên em không có quan tâm, kiểu như là mình không có nghĩ là vợ mình đối xử với mình như vậy. Nên tới cái ngày thứ bảy á, là cái ngày cuối cùng mà vợ em ẵm con đi á, là nó nghỉ nguyên buổi chiều, là xin cán bộ á, kiểu như xin cái người quản lý á, là để nghỉ buổi chiều hô la mệt,
Nhưng mà thật sự là người cán bộ, người quản lý không có cho nghỉ, nhưng mà vợ em vẫn nghỉ nhưng không về nhà. Là trong khi đó 4 giờ là giờ trời mưa là vợ em ẵm con đi luôn. Giữa trời mưa luôn. Dạ đi trời mưa luôn, mà mẹ em thì hỏi là đi đâu. Cái vợ em mới nói là đi mua đồ, nhưng mà cũng như là nghỉ như mọi khi là thường ngày là đi về mua đồ thôi, cũng như là mua đồ ăn đồ này kia. Rồi mẹ em cũng không có nghỉ gì hết, tại vì mẹ em với rất thương vợ em. Lúc mẹ em bệnh là vợ em chăm lo cho mẹ em đầy đủ hết. Em và vợ trong cuộc sống hôn nhân có xảy ra cái chuyện gì bất thường không, xích mích nhiều? Có, cách đây là khoảng ngay trong ngày lễ á, hai vợ chồng em có đi chơi ở núi Bà Đen. Rồi đi chơi về đi, em có ghé một người bạn cũng lúc trước làm chung, rồi giờ về bển chơi nên rồi ghé đó nên em có ngồi nhậu một tí. Mà nói chung là bình thường, cái người bạn em mới kêu em á là ở lại chơi, cái ta em mới nói đây đó về gần kế rồi thì chút nữa về cũng không sao, tới tối chút không sao. Mà vợ em nghe sao không hiểu nên nói là kệ chạy xe về đi. Là em mới nói với vợ em là hai vợ chồng có cãi nhau, nhưng mà chỉ cãi nhẹ thôi là không có nói gì hết. Rồi một thời gian vậy đó là vợ chồng vẫn sống bình thường. Tới cái ngày mà thứ sáu ngày trước một ngày vợ em đi đó, là hai vợ chồng vẫn ăn uống vẫn cười vẫn bình thường. Nhưng mà vợ em kể với cái người cô đó, là người cô đó nói lại với nó là hai đứa quen từ hồi Tết tới giờ đã lâu rồi, nhưng mà đang chờ làm căn cước, là hiện giờ vợ em vẫn chưa lấy căn cước được, rồi đang chờ căn cước để ẵm con của em đi theo người đó. Trời ơi, vậy là lấy căn cước đi luôn. Nhưng mà hiện giờ thì vẫn chưa lấy được. Hiện giờ đó là ở dưới xã mà em có quen một người làm trong xã, nói là chưa có lấy. Vậy là chưa, hiện nay chưa lấy căn cước về? Dạ chưa lấy căn cước, chỉ là đem theo chứng minh với cái giấy hẹn với cái giấy khai sinh của con em để nhập học. Rồi cái người đó còn nói là chồng con mày vậy lo làm gì mà tại sao bỏ đi. Cái nó nói là tại vì em nên vợ em mới quen người đó, nhưng mà em không hiểu tại sao vậy. Em có đánh đập vợ con bao giờ không? Em sống nhà năm nay là 8 năm rồi, có một lần cỡ 4 năm trước đó, là hai vợ chồng cãi nhau, là em có dặn em quýnh vợ em bật tay, là cách đây là 4 năm rồi. 4 năm trước? Dạ. Là hai vợ chồng gây lộn là có một cái bật tay? Dạ. Và từ trước giờ là không có đúng không? Dạ từ trước giờ không có, tới bây giờ vẫn không có luôn. Nhưng mà có một lần đó, em nói với vợ em là nói nếu như mà sống với em cực khẩu thì có ai có thể mà lo cho vợ em được hạnh phúc hơn, đầy đủ hơn thì cứ sống, nhưng mà để con là cho em nuôi. Nhưng mà vợ em không chịu. Vợ không chịu. Đến giờ phút này gọi là vợ đi theo với người ta rồi. Dạ. Đi theo gọi là một tài xế. Dạ, em chỉ nghe lọ thôi chứ. Em có thấy mặt người ta chưa? Dạ chưa. Vợ em có đăng hình ảnh lên trên không? Dạ không. Nhưng mà vợ em là hay về phía, hay nửa đêm là ngủ hay là lướt TikTok hay bấm điện thoại, nhưng mà nhiều lúc đó em cũng không có nghĩ là vợ em làm như vậy, tại vì lúc mẹ em bệnh đó, vợ em là chăm sóc cho vợ cho mẹ em đầy đủ đó. Nên em không có đề phòng, nó thật sự là thương vợ nên không có đề phòng, rất tin tưởng. Bây giờ mới mất vợ. Dạ. Đa số là nhiều người đàn ông vậy, hiền chân chất thật thà thương yêu vợ, thế khi mà mất vợ rồi mới té ngửa mới biết được, mới phát hiện ra. Dạ. Gọi là tài sản thì không có, nhưng mà đặc biệt là ôm con đi. Dạ. Hiện tại thì vợ đi đâu không biết. Yeah. Ừ. Vợ em từ hôm đi giờ có báo tin cho gia đình nhé? Dạ không, nói chung là về em có về bên cha vợ một lần, về bên nhà vợ một lần, là lúc mà vừa đi 2 ngày là em có về với nhà. Nên cha vợ em nói thì không có liên hệ được, không có liên lạc được. Nên tới giờ luôn em cũng biết sao, nhưng mà dòng họ xung quanh vòng thì em đã có điện hết. Hoàn toàn là nói là không tới. Hoàn toàn là mất tích luôn. Dạ mất tích luôn, số điện thoại là chặn hết hoàn toàn, không ai liên hệ được. Từ trước đến giờ, từ khi em sống với vợ đến giờ phút này, vợ đã từng bỏ nhà đi hoặc đi theo ai bao giờ chưa? Hồi lúc trước hai chồng có mới cưới khoảng 2 năm, thì lúc đó là chưa có con. Hai chồng có cãi nhau, lúc đó là cái lúc mà em tán vợ em bật tay. Đâu, không có tán mà cãi nhau, là có đi qua nhà mẹ vợ. Lúc đó là mẹ vợ đang làm ở Bình Phước, là có qua bển nhưng mà vẫn điện em qua rước. Hai vợ chồng vẫn nói chuyện đầu bình thường lại sống lại. Tới giờ là mới là có nhưng mà không có vấn đề gì xảy ra. Dạ vẫn có nhưng mà không có vấn đề xảy ra, đó là chỉ là kiểu như là dặn rồi qua nhà mẹ vợ thôi. Nhưng mà giờ là đi luôn. Dạ bây giờ là đi luôn. Giờ là về nhà mẹ vợ cũng không về luôn. Dạ không về.
ôm con đi luôn. Con em hiện nay chuẩn bị học chưa? Dạ em đang học, con em đang học lớp mầm là tới tổ trường lại là lớp 1. Chuẩn bị lên lớp 1 này đúng không? Dạ. Mà đến giờ phút này thì con em, mẹ vợ em có đem toàn bộ giấy tờ con em đi không? Dạ em là đem theo hết, giấy khai sinh đồ này kia là đem đi hết. Chắc chuẩn bị nhập học cũng khác rồi đúng không? Dạ. Tại vì á, chuyện học hành của con em á là vợ em nó lo, tại vì em đi làm, 12 tiếng em vẫn về chạy gốc, mà 8 tiếng em cũng về chạy gốc, ngày đêm như cũng vậy. Vậy là mình kiếm thêm thu nhập. Dạ. Để nuôi vợ nuôi con, đến giờ phút này này, vợ cao chạy xa bay. Dạ. Với những mối tình khác. Thì anh thấy những người đàn ông như thế này là hoàn toàn là bình thường, không có vấn đề gì nghiêm trọng xảy ra. Nhưng có thể là vợ em bị quen trên mạng đúng không? Dạ quen là... nghe nói là nghe vợ em kể với cái người cô đó là quen cái một người đó là qua Facebook. Quen trên mạng. Tất cả những cuộc tình quen trên mạng đến giờ phút này anh em thấy xin bình dương ghi nhận đúc kết nó không đi tới đâu hết. Chưa một cuộc tình nào đi đâu mà chỉ là tan cửa lát nhà. Chỉ là tan cửa lát nhà. Thực sự nhiều câu chuyện rất buồn. Em có điều là em muốn chia sẻ trên video này, hy vọng vợ em xem được hoặc các cô chú anh chị mọi người xem được, giúp em chia sẻ nhiều hơn để biết được thông tin chính thức vợ và con em là đâu. Vợ mà em thì cũng như ngày hôm nay em nhờ đến tất cả các anh em có hiệp sĩ bên đội của anh Nguyễn Thành Hải, thì cũng nhờ tất cả bà con nó sợ gần trong nước và nước để chia sẻ gặp vợ và con em ở đâu, chia sẻ để em bắt con về túi. Không ai mong muốn là mình mất vợ và đặc biệt là mất con. Em bỏ rất nhiều công sức, tâm huyết đúng không? Bao nhiêu niềm tin và hy vọng nuôi được một đứa nhỏ và đặc biệt là chung sống với vợ. Và đã có thời gian phải là nhiều năm qua rồi. Nhưng đến giờ phút này vợ vì một lý do nào đó, có thể là những cái lời ngon ngọt mà vợ đã quen người ta mà đến giờ phút này bỏ chồng để đi, rất là tiếc ha. Em có hy vọng là vợ quay trở về không? Không anh, em chỉ cần con nữa. Bây giờ là không muốn mong vợ không cần quay về nữa. Dạ. Và đến giờ phút này gần như là em biết hết sự việc. Dạ. Và là sự thật. Nếu người phụ nữ mà giận đàn ông, giận chồng, giận gia đình, bỏ nhà đi, ôm con đi, hoặc có thể bỏ con. Nhưng nếu là đi đàng hoàng thì nó 1-2 ngày là bình thường. Đúng dạ. Chưa? Nhưng mà đây mà đi theo tiếng gọi của tình yêu, chán cái ông chạy Grab mà muốn ông chạy gọi là lái xe, tài xế thì thực sự là rất lấy làm tiếc. Đúng chưa? Dạ đúng rồi. Chưa chắc người ta đã thương vợ em đâu. Anh nói thật đấy, nghiêm túc. Thì cái đó thì cái chuyện đó thì em cũng biết. Thí dụ như giờ vợ em đã chấp nhận như con đường đó thì tự nó chịu thôi, chứ em không muốn con em là để đi theo cái người đàn bà như vậy, để sau này con em nó sụp khẩu. Thí dụ như giờ sống với người đó được hạnh phúc đi, thì con em cũng chưa chắc gì đã được hoàn hảo. Đời bây giờ không có ai người cha dưỡng nào mà thương con, thương con dẫn. Còn từ trước giờ em có quan tâm đến vợ nhiều không? Nói chung em thì quan tâm vợ nhưng mà em không có thể hiện ra. Gọi là mình ít khi chia sẻ một cái chia sẻ. Nhưng mà vợ chồng vẫn nói, vẫn tâm sự chứ không phải là không. Tại vì vợ chồng sống chung mà sẽ hiểu tấm gì em. Nhưng mà vợ em vẫn lúc trước là mấy năm về trước vẫn hiểu em như vậy. Nhưng mà em không biết tại sao mà vợ em mới làm gì. Em có điều nào em muốn chia sẻ thẳng trên video này. Em có bất kể tâm sự gì em chia sẻ, bởi vì chắc chắn vợ em sẽ xem video này và em sẽ hiểu được. Mời em. Em thì không có biết nói sao, nhưng mà giờ em chỉ cầu mong là vợ em quay về với em, là không phải là quay về để chung sống, nhưng mà quay về ví dụ như chấp nhận theo người đó, em vẫn chấp nhận để ký giấy ly hôn. Nhưng mà đã bước ra đây như vậy rồi, em chỉ mong vợ em đưa con về cho em nuôi thôi. Nhưng em không cấm cản là vợ em về thăm con, em vẫn cho thăm. Nhưng mà đừng có đem con của em đi như vậy. Bà nội nó là bây giờ cắt nhớ không ăn uống được. Thật sự là thương quá trời thương luôn. Vậy hôm nay em đi từ thành phố Hồ Chí Minh đúng không? Dạ, em đi từ thành phố. Trong thời gian vừa qua thì em tìm vợ những đâu rồi? Thì nói chung thì ở đây thì em chỉ về quê rồi em chạy vòng vòng khắp nơi ở
như mấy khu nghiệp lân cận là coi tôi có kiểu như là có dời gì đi chỗ đó không, nhưng mà tìm em vừa chạy xe mà vừa tìm, tại vì bây giờ còn mẹ già nữa nên bắt buộc phải làm. Bây giờ lúc trước thì em làm vừa làm công ty rồi thời gian rảnh thì em ra em chạy xe, nhưng mà bây giờ thì mẹ em già quá bị lên huyết áp rồi, cái đợt Covid rồi đó là bên hầm ở đại học ở dược 2 tháng rồi giờ bé yếu xìu rồi, nên giờ em không có bỏ ba đêm được nên bắt buộc em phải nghỉ công ty để ra chạy gấp. Chạy thu nhập được không em? Ổn không? Nói chung một ngày thì cũng tùy theo anh, bữa thì cũng được 300 ba ngoài, có bữa thì trăm mấy cũng có, nói chung là cũng được sống đủ sống. Nói chung cuộc sống hiện nay thì cũng rất căng thẳng à. Giờ tại vì kinh tế bây giờ nó cũng khó khăn. Vợ thì bây giờ thì không đồng không đồng, cùng với cái sự mà suy nghĩ với mình đúng không? Hôm nay em về đây là em có đồng ý cho anh em Hiệp Sĩ Bình Dương đăng tải tất cả video mà em chia sẻ này lên tất cả trang mạng xã hội để tìm vợ và con em không? Dạ em đồng ý để nhờ các anh em hiệp sĩ là đăng lên mạng xã hội để tìm được con em quay về. Dạ kính thưa cô chú anh chị bạn, đây tiếp tục một câu chuyện là một em trai ở một tỉnh rất xa thì hôm nay về đây báo tin nhờ anh em Hiệp Sĩ Bình Dương ghi hình để đăng tin để tìm vợ và tìm con, đặc biệt là một bé trai năm nay 6 tuổi bị một người vợ sống chung với mình rất nhiều năm, hiện nay có thể là người vợ đã quen một người đàn ông khác là một tài xế đã ra đi, đến giờ phút này thời gian cũng rất dài, em trai thực sự là đến giờ phút này đang tìm một người con trong sự vô vọng, hôm nay mới về đây nhờ anh em Hiệp Sĩ Bình Dương ghi hình để đăng tin để tìm người con của mình. Nếu ai phát hiện được thông tin một người phụ nữ mà đang đi với một đứa nhỏ là hai mẹ con thì liên hệ giúp anh em đội Hiệp Sĩ Nguyễn Thành Dương theo số điện thoại 0913 785858 để anh em tìm cách khuyên hoặc dắt em trai này về để gặp vợ và gặp con của mình để có hướng để giải quyết. Bởi trong thời gian vừa qua rất nhiều câu chuyện, rất nhiều chị em gái vì giận chồng, giận con, quen những người đông khác mà quyết định là ôm tiền, ôm vàng, ôm tài sản đi. Nhưng đây một câu chuyện thực sự rất buồn. Rồi cuối video này anh xin phép được thay mặt đội Hiệp Sĩ Nguyễn Dương, anh chúc em cũng như toàn thể gia đình luôn luôn mạnh khỏe, hạnh phúc. Hy vọng trong thời gian tới sớm nhất có thể anh em Hiệp Sĩ Bình Dương sẽ tìm được vợ và đặc biệt con trai của em, giúp con trai của em quay trở về cùng gia đình em nhé. Em cảm ơn tất cả các anh em nhiều. Cuối video này cho phép cầu Trần xin kết thúc cuộc trò chuyện ở đây. Xin hẹn gặp lại các cô chú anh chị và bạn trong những video tiếp theo. Xin kính chào và hẹn gặp lại.